Xin thưa thưa với lại quý vị và các bạn, ở chỗ này là quang cảnh coi như thế là Phật Di Lặc ở núi Bà Tây Ninh. Em đang ở cái chỗ phơi tượng gần ở trên con nước chảy đường đi xuống cầu thang Phật Lạc nè, mà xa quá không đi mình lên lại. Đây. Đấy. Tượng Di Lặc. Đâu? Không xuống mới thôi. Bây giờ đi xuống. Xuống ít dưới kia thì cái gì, đây ở trên này. Đây, lôi xuống đây. Đứng lên cũng không sao luôn. Độ cao gần 1000 mét đấy. Đây lôi xuống đây. Ôi nhưng mà xuống lối này không biết có xuống được chỗ tượng Di Lặc không? Được à? Nhưng lại xuống cái lại xuống đất luôn. Hay lối xuống này. À đấy, có người hướng dẫn đây rồi. Bye.
6 hay 4 bước em ạ. Hỏi nhân viên phía trên, người ta hướng dẫn cho mình về ạ.